mọi người đã quay trở lại với stream của Lu. Đồ đạc là sẵn sàng rồi đó. Kế hoạch là chưa chắc chắn 100% nha, nhưng mà kế hoạch là ngày chủ nhật này mình sẽ có mặt ở cái buổi viên bạc ti SBTC với lại Gam. Chưa chắc chắn 100% nha, nó tầm 80-90% thôi. Đồ nghề là sẵn sàng hết rồi đó. Các bạn thấy không? Thiếu cây hàng nữa là được. Long bào rồi giáp trụ đầy đủ rồi đó. Nhưng mà đã xác định rồi, tức là như mình nói với các bạn á, thông thường thì những cái trận đấu như thế này, các bạn nhớ không, lần gần nhất mà Gam gặp SE thì mình cũng dự đoán nhẹ nhàng 3-0 cho Gam. Nhưng mà mình đang muốn, đây không phải là một dự đoán mà đây là một cái hy vọng. Mình đang hy vọng vào một kết quả đặc biệt trong trận đấu giữa Gam với BTC vào chiều nay, chiều chủ nhật. Cho nên là lần này thì mình sẽ dự đoán FBTC thắng. Và mình cũng sẽ gọi là cosplay thành một thằng SE con để đi xem trận đánh với Gam vào chủ nhật này. Đồ đạc đủ hết rồi. Thậm chí là dạo này còn đi thêm vài buổi boxing nữa. Trend trước né cho dễ. Nói chung là mùa này thì chỉ có mùa này thôi, chứ mùa sau, các mùa sau thì nó sẽ là câu chuyện xem ở tại địa điểm thi đấu. Cho nên là những cái dịp như thế này nó cũng sẽ khó có. Sau này mà anh em sedan với lại Gundam mà muốn chiến nhau thì một mùa ít nhất sẽ có 2 lần ở vòng bảng gặp nhau ở địa điểm thi đấu. Thì cho nên là sau này chắc cũng không có nhiều những cái dịp gọi là viên bạc ti đặc biệt như thế này, thì mình muốn đi thử coi như thế nào. Ủa sao mà chiều nay mình thấy mấy anh em lại chê thằng Dương? Thằng Dương thì mình thấy là bữa nó làm với mình, anh em khen mà. Cái hôm mà mình, cái trận đầu tiên mình quay trở lại VSET, mình làm với anh Dương, mình thấy mấy anh em khen bộ đôi này có vẻ hợp mà. Hay là chỉ đơn giản là mình là một người có khả năng là nâng tầm bạn cùng cast, đúng không? Cast cho mình ai cũng cast hay lên, đỉnh là như chỗ đó. Bình luận viên đỉnh là người ta không chỉ cách hay mà người ta còn nâng tầm người cách cùng. Con đi cây con nha em. Đó, mình nói thật với các bạn là mình nghĩ là mình là một người mình có thể cách chung với tất cả mọi anh em đã từng làm VTV, mà nó sẽ không có bị lệch pha. Cái này là một sự thật, đây là một điều rất là nghiêm túc. Các bạn hoàn toàn có thể hỏi. Tất nhiên mỗi người sẽ có một cái cả cứng riêng. Ví dụ như bạn mà hỏi Mạnh An á, thì câu trả lời thì chắc chắn sẽ là thằng Izu. Đó. Nhưng mà mình, nếu như không phải là top 1 bình luận hợp cả thì nó cũng sẽ nằm ở top 2. Cho nên là mình thì, tại vì mình là thuộc dạng là dễ như phò, nhạc nào cũng nhảy, cho nên mình bình luận với ai cũng được. Chủ nhật này mình không bình luận nha. Chủ nhật này mình sẽ đi coi, mình sẽ đóng vai khán giả đi coi ở bên Galaxy Nguyễn Du, đúng không? Để đi lấy camera đi livestream bình luận nha anh em coi. Cảm ơn Châu Thịnh Khang nha. Mấy clip chung kết thế giới 2015 kiếm ở đâu? Chưa kiếm được đâu em. Tại vì cái đó bên phía Riot phải làm việc với Garena, nhưng mà mình không biết là khi nào hai bên làm việc với nhau thôi. Những cái video cũ của VTV ẩn hết rồi. Lỡ hâm mộ Team Secret mà nhìn các bạn thua hoài buồn quá. Mình rất là bất ngờ nha. Mình khá là bất ngờ khi chiều nay là bên phía của Secret cho thằng Son trở lại. Tại vì thằng Son nó nghỉ thi đấu cũng khá là lâu rồi. Thằng Son thực ra từng có những thời điểm mà nó đánh rất là hay. Cái đội hình mà Cerberus cũ á, Cerberus cũ nó có một cái đợt mà tụi nó mà lúc mà Á Quân á chỉ thua đám Buffalo á. Đợt đó là nhiều tiềm năng á, nhưng mà sau nó bắt đầu khi mà từ Adonis xong bắt đầu chuyển qua Cerberus xong nó cứ thọt dần dần. Nó cứ thọt dần xong rồi nó đi xuống luôn. Thì chiều nay lúc mà Secret có lại thằng Son đánh mình cũng hơi bất ngờ một tí. VCS đã dự đoán xong hết rồi nha. Thằng nào mà chưa coi dự đoán VCS tuần này thì có thể lội lại cái clip cũ để coi, không dự đoán lại. Đã dự đoán hết rồi. Và từ thời điểm dự đoán đến giờ chưa sai bất kỳ một trận nào từ VCS cho tới LCK nha.
Penguin đâu rồi? Biết đâu, tại vì chắc là bên phía Secret bữa giờ là phong độ, cảm thấy phong độ Penguin không cao. Góc nhìn của Achi là cần phải có hơi thở mới vô thay thằng Skill và thay thằng Son vô đánh. Bạn hỏi hỏi mũi sao hỏi mình biết được. Hàng cái gì giờ này chỉ có hàng giáo đá, hàng gì nữa. Đội hình Secret đâu có tệ đâu, nhưng mà mình nghĩ là tụi nó, mình không biết là có thể gọi là cái thực lực không, tại vì mình nghĩ là cái thực lực của tụi nó cũng không đủ để mà trở thành số 1 được á. Nó giờ nó thẳng ra đội hình của Secret á, để mà top 4 thì dễ, nhưng mà để vô địch thì khó. Lý do là mình không thấy superstar, không có tố chất siêu sao trong cái đội hình đó. Thằng Artifact thì rất tiếc là nó đã qua thời phong độ đỉnh cao của nó lâu rồi. Và một đội hình thì nó, thật ra nó đội hình nó rất là đều, đội hình nó đều, nhưng mà để mà vô địch thì nó cần phải có yếu tố siêu sao ở trong đội hình đó, mà Secret hiện tại không có. Trong đội hình của Secret hiện tại chỉ có ngôi sao thôi chứ không có siêu sao. Và nếu như bạn muốn lên ngôi vô địch đó, thì bạn không thể nào năm thằng đều nhau được, bạn phải có một hoặc hai thằng siêu sao trong đội hình của mình. Đội hình Secret có tuổi nhưng mà là tuổi già. Cảm ơn tên Linh lạc lối nha. Như nào, Gam là siêu sao thì không phải nói nha. Gam vẫn có Levi, nếu mà không tính Levi thì thằng kia da vẫn có thể tính là một siêu sao. Rồi mình nghĩ là thằng Katie thì tại vì nó là một thằng bị đánh giá underrated, bị đánh giá thấp rất là nặng. Nhưng thực sự là nó vẫn có những cái khoảnh khắc mà nó có thể bùng nổ. Nhưng mà đội hình của Gam là có yếu tố đó. Buffalo có không? Buffalo có. Buffalo có yếu tố đó. Buffalo có thằng Shogun là có thể có những khoảnh khắc siêu sao được. Taki lúc mà mới nổi lên cũng có, nhưng mà nói chung là Buffalo mình nghĩ là có. Cerberus, Cerberus có. Artemis, rồi Ego có. SBTC có, SBTC có nha, SBTC có thằng Slider. Mình không biết là tới lúc này thì nó còn giữ được bao nhiêu phần trăm phong độ thời mà nó bắn gục Gam đó, nhưng mà có. Nhưng mà chỉ Secret đã, bạn thấy không? Bây giờ mình cảm giác là Secret bị thiếu một cái gì đó, một cái tố chất gì để bùng nổ. Nó thiếu cái chỗ đó. Cho nên là đội hình đó có Secret thì mình nghĩ là top 4 dễ. Top 2 có một cái khả năng nào đó, nhưng mà để mà gọi là vô địch thì thiếu nhiều lắm. Slider, Bram, Slider đỉnh cao hay Artemis đỉnh cao? Câu hỏi khó nha. Câu hỏi khó thật sự á. Nhưng mà cái này mình so sánh rồi mà, đúng không? Mình nghĩ là mình có từng nói đúng cái câu này luôn rồi, là mình nghĩ là hai thằng nó không có sự chênh lệch lớn đâu. Không có sự chênh lệch lớn giữa Slider đỉnh cao và Artemis đỉnh cao đâu. Nhưng mà tại vì Slider đỉnh cao thì những cái khoảnh khắc mà nó từng làm ở trong trận chung kết nó nhìn nó ghê quá. Cho nên mình sẽ cho nó một cái một miếng hơn so với lại Artemis một tí. Katie được, Katie là midlane số 1 VSET chứ được cho là một trong những gì nữa. Mình nghĩ là cái thời mà người ta đánh giá thấp thằng Katie qua rồi. Mình nghĩ là lần cuối cùng mà Katie bị đánh giá thấp là chắc là năm 2021. Tới năm 2022 đâu còn ai đánh giá thấp Katie nữa đâu. Sự kiện làm hội viên mấy tháng tặng mũ. Anh chưa kiếm được mũ nữa thằng tí nị. Mình phải đòi thằng nị mấy cái nón nữa. Anh phải lấy lại được nón thì anh mới tặng cho mấy anh em tổ viên được. Chưa đòi được, biết nị nó còn giữ hay nó đốt hết rồi. Mãi tin anh Lu giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Vẫn nhớ con Mao Zaha của Kati đè bẹp Gam mặt cười. Ô em nha. Thằng Glory nó vẫn thiếu ổn định quá, các bạn thấy không? Các bạn thấy là mình nhận xét Glory nó riêng với team Gale nói chung có sai đâu. Tụi nó có khả năng thắng tất cả, nhưng mà tụi nó sẽ không có sự ổn định. Tới giờ nó vẫn không ổn định. Thì đó đâu phải tự nhiên mình dự đoán Cerberus thắng đâu. Trong khi phong độ của team Gale rất cao, nhưng mình vẫn dự đoán Cerberus thắng. Và đúng, Cerberus thắng thì thắng 2-0. Là cái đội hình của team Gale bây giờ nó cũng thuộc dạng là đánh ngang kèo các bên á, cho nên là khó biết lắm.
VCS có. Ủa VCS có highlight mà. Nó hơi chậm một xíu nhưng mà có highlight rồi mà. VCS có highlight nha anh em. Nó hơi bị chậm thôi nhưng mà có highlight rồi á. Anh em vô coi. Tại vì sau này nó sẽ nhanh hơn thôi. Tại vì bây giờ các bạn thông cảm là cái hệ thống này, hệ thống vận hành mới, nó có rất là nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Cho nên là cho hết mùa này, như mình nói các bạn, hết mùa này demo đi rồi tới mùa hè mọi thứ nó sẽ mượt hơn.